Em này ok rồi, bây giờ mình đóng thùng, đóng oxy lại. Rồi, hello, xin chào các bạn quay lại kênh của mình. Hôm nay mình đi xiết cá các bạn. Mấy em cá này tưởng mình cho ăn tới đồi, thấy ghê không? Và thấy bu nè, bu lại. Cá mình dưỡng đến nỗi mà dạng người luôn. Cá bên này nữa các bạn. Nó đang đòi ăn dữ lắm, nhưng mà sáng nay mình xiết thâu cá này nên mình không có cho ăn. Quậy nước tung tóe hết rồi. Bây giờ mình tắt điện. Tắt điện trước cho nước nó im á, mình bắt cho dễ. Cá mình về bên này cũng nhiều lắm. Rất là nhiều luôn. Cá say 25 tới 30 các bạn. Trong này là 50 mấy, 53 con. Còn bên này là cá xay lớn các bạn. Tăng một khối thì mình để xay lớn không à. Cá bự. Rồi bây giờ mình bắt ra lựa mấy em cá này về xíu về Nha Trang. Cá nhỏ các bạn. Rồi mình mới tắt nước rồi. Tắt nước đợi xíu. Đợi xíu là nước nó yên. Nó yên án rồi bắt đầu mình sẽ bắt ra. Trời vẫn còn sáng sớm nên nó hơi tối nha các bạn. Mình bắt ra ngoài thâu rồi mình quay tiếp. Rồi các bạn, đây là thâu cá mini mình bắt ra là size từ 15 tới 20 cm nha các bạn. Gồm những em Magoi, Uchiba, hai con màu đen các bạn. Matsuba, Dokohaku, Vunrin với lại em Hi. Với có Suwa nữa các bạn. Rồi, mấy em này ok rồi, bây giờ mình đóng thùng, đóng oxy lại. Cái em Amago này có vảy rồng các bạn, bụng màu vàng nè. Mình kiểm tra tay bơi, vây đuôi thì ok hết. Có em này thì hơi giống tăng chô các bạn, nhưng mà đều cũng chả giống gì. Nói cho vui. Rồi đóng oxy lại thôi. Rồi đóng oxy xong rồi các bạn, bây giờ mình cho nhân viên mình chở ra gửi xe, mình soạn đơn hàng kế tiếp. Đóng xong mớ hàng quên quay luôn các bạn. Đơn này gửi về cho anh Tâm ở Đồng Nai, ở Định Quán. 20 kg chai nét, một tấm di mắt, một đèn UV 55W, một máy bơm PDH 16.000, một máy oxy 12.000, vòng sưởi bông mai, 40 cây chổi 40 cm, rồi một cái nằm hút đáy, một cái hút mặt các bạn. Đó, bỏ trong cái một thùng hết, mình đóng thành 3 kiện mà nãy giờ quên quay mất tiêu. Lỡ rồi thôi. Giờ mình chạy ra đón xe buýt nha.